kinh văn thử danh tu hành thất ư phương tiện Ngộ tắc vô cữu phi vi thánh chứng, nhược tác thánh giải, tác hữu nhất phần, thường yêu sầu ma nhập kỳ tâm phủ, tủ chấp đao kiếm, tự cát kỳ nhục, hân kỳ xả thọ, hoặc thường yêu sầu, tẩu nhập sơn lâm, bất nại kiến nhân, thất ư tránh thọ, đương tòng luân trụy việt dịch đây gọi là tu hành sai mất phương tiện nếu biết được thì không lầm lỗi đó không phải là chứng thánh nếu nghĩ mình đã chứng thánh thì sẽ bị loài ma yêu sầu nhập vào tâm phủ tay dùng dao kiếm tự cắt thịt mình thích được tự sát hoặc thường yêu sầu chạy vào rừng sâu không thích thấy người khi thiếu tránh định chắc chắn sẽ bị đoạn lạc rằng đây gọi là tu hành sai mất phương tiện vì hành giả không hiểu rõ pháp môn phương tiện nên mới phát sinh sự chấp trước sai lầm này sau khi phát sinh sự dính mắc, nếu hành giả biết được thì không lầm lỗi, không có vấn đề gì, không phải là chứng thánh. Điều này không có nghĩa là anh ta đã chứng thánh. Nay quý vị đã được nghe đạo lý từ kinh này rồi, quý vị phải nên cực kỳ thận trọng, đừng buông thả tâm ý tha hồ trôi trong vọng tưởng, đừng khởi lên suy nghĩ muốn chết, hoặc khởi tâm ý là mình không thể đạt được những điều mình mong muốn nếu ông vẫn còn giữ suy nghĩ như vậy ông sẽ thu hút loại ma này đến ngay trong thế giới này chúng nó có mặt rất nhiều vì thế nên ông không nên buông thả tâm mình trong vọng tưởng hoặc nói năng bất cẩn tùy tiện nếu ông làm như thế loại ma này sẽ xâm chiếm ông ngay khi điều ấy xảy ra ông sẽ không thể nào chịu đựng nổi ông sẽ mất tự do ngay cả khi ông không muốn chết cũng không có cách nào tránh được cái chết nhưng nếu nghĩ mình chứng thánh thì sẽ bị một loại ma yêu sầu. Ông nghĩ rằng ông buồn giàu, thất vọng. Sự lo thất vọng ấy cũng có liên quan đến một loại ma. Tại sao quý vị lại thất vọng hay giận dữ nếu quý vị mở được con mắt Phật? Phật nhãn nơi chính mình. Quý vị sẽ thấy rằng nếu người ta không nóng giận thì không có loài ma nào cả. Nhưng ngay khi người ta nóng giận, ma liền trêu tức. Hãy nổi nóng lên đi, hãy cuồng nộ lên đi, hãy làm loạn lên đi. Đằng sau cảnh tượng này, nó thúc giục quý vị nổi nóng. Cho dù quý vị không tin tôi, thì những gì tôi nói vẫn là sự thật còn nếu quý vị không tin lời tôi nói chỉ còn cách phí mất thì giờ hãy thử xem nhập vào tâm phủ xâm chiếm lấy thân ông tay dùng dao kiếm tự cắt thịt mình